Alo alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án nhé. Có một số dự án về và có những cái dự án mà yêu cầu claim các thứ ấy, thì mọi người vào trong cái group ở trên Telegram để chúng ta có thể nhận những cái thông tin để chúng ta claim nhé. Ví dụ cái dự án con Titan này thì bạn nào hôm trước mà trúng trong cái danh sách wallet ấy thì mọi người vào trong cái web này và ấn connect đến ví để claim nhé. Đấy, sau đấy thì nó mới trả về ví MetaMask hoặc là ví chốt wallet của các bạn nhé. Đấy, vì admin không có chúng, vì thế cho nên admin không có làm video được để hướng dẫn cho các bạn được. Ok, tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái dự án Fuxi. Đây là một cái dự án cũng rất là ngon nhé. Đấy, banner rất là xịn sò. Dự án này sẽ chia sẻ khoảng 50.000 đô la dành cho những cái bạn may mắn nhất. Ở dưới này thì các bạn cài cơ cấu giải thưởng của nó như sau này. Một người chiến thắng sẽ nhận được 25k đô ETH. Đấy, Hero Defi là khoảng 10 người là nhận được 2.000. Defi Chamber là bằng 50 người là khoảng 100 người nghìn à 100 đô la. Tức là 50 60 61 bạn. Trời ơi. Khó ăn nhỉ. Mọi người vào đây thì chúng ta sẽ ấn vào cái email nhé. Sau đấy mọi người ấn vào I want in. Vào đây thì nó có một cái số cái nhiệm vụ để cho chúng ta làm ở trong này. Các bạn chờ một ít để nó load nhé. Trời ơi, chạy chậm này. Nó ra cái Glam cho nó nhanh nhỉ. Rồi vào đây nó có một cỡ số nhiệm vụ này. Nó chạy chậm thế này, này. Cái này có cả download app nha mọi người. Đấy. Rồi valid này. Lâu lắm mọi người ơi, trời ơi, vào đây nó đơ thế này. 43 đây nữa, cho nên là mọi người cứ thoải mái làm nhé. App cũng thế, đến gần ngày đấy thì mới tải nhá mọi người nhé. Đấy, không cần phải tải, các bạn chọn là App Store hoặc là Google Play. Thì ngày gần ngày đấy mới tải sau, không lo gì cả nhé. Telegram cũng thế nhá, gần ngày đấy các bạn mới theo nhé. Còn cái Flow này thì mọi người có thể Flow trước nè. Đấy, chúng ta có thể Flow trước. Đấy, mọi người làm ngay đi khỏi nó quên cũng được, không sao cả. Thế nhưng mà các bạn chờ đến ngày đấy làm cũng được, không sao cả nhé. Đấy, tại vì mình sợ là nó trôi nó ấy mất đấy. Đấy, phu xì đây. Ok, chúng ta continue. Nó đơ quá mọi người ạ. Không biết là sao các dự án khác có bị thế này đâu nhỉ? Dự án này tự dưng cho làm ở trong này rồi cứ đơ đơ ra. Red Twin này, chắc là Red Twin cái bài này thôi. Đấy, cứ ăn vào đây là nó đơ mọi người ơi. Bố mày nữa. Còn cái này thì chúng ta sẽ giới thiệu bạn bè, mỗi bạn sẽ nhận được ấy nhá. Mỗi bạn sẽ nhận được 5 5 point. Tại cái mạng đấy mọi người ạ. Mẹ. Tôi đơ như cái cá cảnh ấy. Mình phải rét cái bài này. Đấy, nó tích về. Cái này thì là link giới thiệu bạn bè nhé các bạn nhé. Các bạn copy là link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Cái này là join Telegram mọi người nhé. Đấy. Ở dưới thì cũng flow thôi. Cái này cũng red twin thôi. Đấy. Mọi người vào đây làm đi nhé. Link mình để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia nhé. Đấy, chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Đấy, bạn nào mà trúng cái giải thưởng này này. 25k đô này chắc là chia cho anh em 1k nhỉ. Anh em cứ ấy đi, các bạn cứ rep đi. Admin trúng 25.000 đô là admin chia luôn nha. Làm một cái event chia luôn. Chưa bao giờ được cái trúng cái giải gì mà nó ghê như thế này luôn đấy. Thông tin thì có sẽ có ở phần bên dưới phần medium đấy nhé, các bạn có thể đọc thêm thông tin ở đây nhé. Đấy, ok, như thế là xong cái dự án này đấy. Thì bạn nào mà muốn tham gia cái dự án này thì mọi người có thể làm theo hướng dẫn của mình để nhận token nhé. Đấy, cái này là may mắn thôi chứ không phải là ai nhiều điểm là được đâu. Đấy, vì thế cho nên là chúc mừng các bạn, chúc mừng chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.
Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.